Nếu các bạn đang muốn tìm một chiếc smartphone mà trong tầm giá khoảng 4 triệu đồng mà có ngoại hình đẹp, thời lượng pin tốt và camera ổn, nhưng mà phải muốn có một trải nghiệm mới mẻ cơ, thì các bạn nghĩ đến sản phẩm nào? Còn đối với mình sẽ nghĩ ngay tới chiếc Realme 3 tại vì nó có trên tay này. Đây là một sản phẩm mới ra mắt và cũng chỉ mới bán tại thị trường Việt Nam thôi. Và hơn hết là nó đến từ một thương hiệu là Realme. Đó, một thương hiệu rất mới, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá chi tiết chiếc máy này. Điểm mạnh đầu tiên mà chiếc Realme 3 có đó chính là về thiết kế. Trong phân khúc mức giá 4 triệu đồng, tuy nhiên máy đã có những cái điểm rất là mới mẻ, đó chính là màn hình giọt nước này và một màn hình với viền khá là mỏng. Tỷ lệ hiển thị thì lên đến 88,3%. Ở mặt lưng của máy thì sử dụng hiệu ứng đổi màu gradient. Các bạn có thể thấy khi mình nhìn ở một góc xiên này thì nó sẽ là màu tím, còn mình nhìn trực diện thì là màu xanh, và phía trên này thì chuyển dần sang màu đen. Và tất cả cái mặt lưng của máy đều có vân nhũ rất là đẹp. Các bạn nhìn chi tiết các bạn sẽ thấy nó ánh lên khi mà có ánh sáng mặt trời chiếu vào rất là đẹp. Và cụm camera của máy thì chỉ là camera kép, tuy nhiên thì nó làm rất là lớn, nên là cảm giác như là có tận 3 camera vậy. Và cái cảm biến chính của máy là 13 megapixel, thì lại được có cái viền vàng. Realme đã rất chăm chút cho thiết kế của chiếc máy này. Ngoài ra mình cũng rất thích những sản phẩm mà ở phân khúc mức giá này có được cái cổng 3.5 ở âm thanh rất là tiện lợi. Tuy nhiên, nếu nói thiết kế của chiếc máy này quá hoàn hảo thì hoàn toàn không phải như vậy, mà vẫn có hai điểm gợn mà mình thấy ở đây, đó chính là cái màn hình của máy còn hơi bị nhô cao lên so với cạnh. Khi mà vuốt chúng ta vẫn còn có thể thấy là hơi bị cấn tay. Và ở phía dưới thì máy chỉ được trang bị cổng micro USB, và đây là cái điểm hạn chế mà các bạn buộc phải chấp nhận trong mức giá khoảng 4 triệu đồng. Điểm nổi bật tiếp theo mà mình muốn nói về chiếc máy này đó chính là khả năng chụp hình. Trước hết thì Realme 3 được trang bị một cảm biến chính có độ phân giải là 13 megapixel và một cảm biến phụ là 2 megapixel để đo độ sâu trường ảnh. Vì vậy là mình khá tự tin về cái trang bị này của Realme 3. Ở môi trường đầy đủ sáng thì ảnh của Realme 3 cho ra có một độ chi tiết tốt, độ tương phản khá. Tuy nhiên thì màu sắc có phần hơi rực rỡ, điều này thì rất phù hợp với những bạn nào mà có sở thích chụp ảnh cái là đăng lên mạng xã hội liền. Ở điều kiện tia sáng thì đây thực sự là một điều kiện rất là khó khăn đối với những chiếc máy mà phân khúc khoảng 4 triệu đồng như Realme 3. Tuy nhiên thì chiếc máy này vẫn giữ lại những phẩm chất tốt. Đó phải kể đến đó chính là màu sắc của máy thì vẫn là rất nịnh mắt và tươi tắn. Chi tiết có thể giảm và nhiễu hạt thì chắc chắn sẽ tăng lên. Tuy nhiên thì chúng ta có một biện pháp để khắc phục, đó chính là tính năng Chrome Smart Boost đã được Realme trang bị sẵn trên chiếc máy này. Với chiếc độ này thì ảnh cho ra có độ tương phản, màu sắc, chi tiết thì đều sẽ được tốt hơn so với chế độ chụp thông thường. Ví dụ với chiếc ảnh này thì chúng ta khi zoom lên, chúng ta có thể đọc rõ những chữ số có trên những cái huy hiệu này, và những cái địa danh đều được tái hiện rất là tốt, sắc nét. Đó. Và một tấm ảnh nữa mình khá là thích đó chính là tấm này. Đó, mình khi mình đi ngang qua một cái tầng hầm tòa nhà thì chúng ta có thể nhìn thấy khi mình zoom lên chi tiết chữ ở bên cạnh này, chúng ta có thể đọc được từng chữ luôn. Và đây là điểm rất là đáng khen khi chúng ta sử dụng tính năng Chroma Boost của trong chiếc máy này. Ngoài Chroma Boost ra thì Realme 3 còn có chế độ Nightscape để chuyên dành cho chụp đêm. Ảnh chụp đêm với chế độ này thì sẽ được cải thiện rõ rệt về độ chi tiết, nhiễu hạt. Nhưng khi chụp bằng chế độ này thì chúng ta sẽ cần lưu ý là phải cầm chắc máy trong khoảng 4 giây để máy có thể ổn định được những chi tiết xung quanh. Nếu mà có người di chuyển qua lại thì tốt nhất các bạn không nên sử dụng chế độ này. Đối với chế độ smartphone thì Realme 3 có riêng một cảm biến 2 megapixel để có thể thực hiện điều này. Và hôm trước thì mình có dẫn bạn mẫu đi cùng, các bạn có nhìn thấy ảnh của bạn mẫu này. Ảnh cho ra thì có một màu sắc khá là tươi tắn, và da bạn mẫu thì được tái tạo rất tự nhiên, nước da rất là sáng. Tổng quát chung thì chất lượng ảnh xóa phông của Realme 3 khá là tốt, tuy nhiên thì có một vài trường hợp khá là khó. Ví dụ như trường hợp này, bạn mẫu đứng khá là sát phông nền, vì vậy là máy khó thể phân biệt được đâu là tóc của bạn ấy. Đây, các bạn thấy hơi bị lẹm một chút phần tóc và phần cánh tay. Nhưng tổng thể thì mình vẫn khá là thích chất lượng ảnh xóa phông của Realme 3. Tiện thể nói chất ảnh xóa phông thì mình sẽ nói luôn về camera selfie. Camera selfie của chiếc máy này là một điểm cộng. Nó có một độ phân giải là 13 megapixel và khẩu độ là 2.0. Như vậy là đủ để các bạn có thể cho ra những bức ảnh selfie khá là ấn tượng. Các bạn nhìn thấy bức ảnh này không? Đó, da bạn mẫu khá là sáng, môi đỏ và tất cả những phông nền đằng sau đều được làm khá là tốt. Mình thích cái chất lượng xóa phông của camera selfie còn hơn camera sau nữa. Nhưng sẽ có một số lưu ý dành cho các bạn mà muốn selfie với chiếc Realme 3 này, đó chính là nếu các bạn để máy tự cân chỉnh thì sẽ có trường hợp mắt bạn to hơn bình thường và da cũng hơi bị mịn quá. Vì vậy thì mình khuyên các bạn sẽ nên vào cái phần cài đặt AI này để các bạn có thể tăng giảm để cho nó phù hợp hơn. Các bạn thích kiểu nào thì các bạn tăng giảm. Ở đây có mặt thon này, mắt nhỏ này, cọt cằm các thứ.
chắc các bạn nữ sẽ dành cái này hơn là mình. Đấy, vì vậy các bạn có thể vào đây cân chỉnh sao cho đẹp nhất. Điểm ấn tượng thứ ba của mình đối với chiếc Redmi 3 này đó chính là thời lượng pin. Nhà sản xuất đã rất là hào phóng khi trang bị cho Redmi 3 một viên pin lên tới 4230 mAh. Và với viên pin này thì mình tự tin sử dụng được 2 ngày nếu mà các bạn chỉ sử dụng những cái tác vụ thông thường, nghe gọi, nhắn tin rồi lướt web một chút, Facebook một chút. Thế thôi. Còn đối với mình thì mình là một người có cái tần suất sử dụng điện thoại rất là nhiều. Mình thường xuyên là check Facebook này, xem YouTube và sử dụng 4G liên tục. Nên là Redmi 3 chỉ đáp ứng cho mình đủ một ngày thôi. Tuy nhiên đó cũng là rất là tốt. Và nếu có chiếc máy nào mà mình sử dụng mà đáp ứng cho mình được một ngày trọn vẹn như vậy. Nếu các bạn cần những con số thì Redmi 3 cho thời lượng on screen rơi vào khoảng 11.5 giờ. Trong khi đó nhìn sang những đối thủ như Galaxy M20 với viên pin 5000 mAh và Galaxy A20 với viên pin là 4000, thì hai chiếc máy này lần lượt có thời lượng on screen rơi vào khoảng 10 giờ và 9 giờ. Như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn tự tin về chiếc Redmi 3 này. Một số ứng dụng mình đã trải nghiệm thực tế, mình chơi PUBG Mobile khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Redmi 3 tụt khoảng 18%, trong khi đấy thì A20 tụt ít hơn một chút là khoảng 14%. Mình chơi Subway Surfer khoảng 30 phút thì tụt khoảng 10%. Mình sử dụng YouTube xem 1 giờ thì rơi vào khoảng 18%. Và nếu mà lướt Facebook trong khoảng 1 giờ thì máy tụt khoảng 5%. Nếu mà nghe nhạc Zing MP3 trong khoảng 1 tiếng với tình trạng là màn hình luôn bật và âm lượng khoảng 50%. Thì máy tụt chỉ có 6% mà thôi. Và đây đều là những con số mà mình rất là hài lòng với chiếc Redmi 3 này. Và chiếc máy này sẽ thực sự hoàn hảo nếu nhà sản xuất trang bị cho nó cổng sạc Type-C và có công nghệ sạc nhanh. Đây là điều mình khá là đáng tiếc. Khác với chiếc máy được bày bán ở thị trường Ấn Độ với chip Helio P70 thì Redmi 3 ở thị trường Việt Nam chỉ được trang bị con chip Helio P60 mà thôi. Tuy nhiên thì Redmi 3 đã sở hữu một ngoại hình đẹp, một camera tốt và một thời lượng pin tốt, thì các bạn cũng không nên quá kỳ vọng về cấu hình của chiếc máy này. Với 3GB và bộ nhớ trong là 32GB, mình có chơi một vài tựa game và điển hình như là PUBG Mobile. Ở mức thiết lập đồ họa khá thì mình hoàn toàn có thể đạt được mức độ khung hình lên tới 30fps. Với tựa game Liên Quân Mobile thì mình hoàn toàn có thể đạt được mức khung hình rơi vào khoảng tầm 60fps. Đây là mức khung hình tạm chấp nhận được đối với chiếc máy này. Và các bạn có không gặp quá nhiều khó khăn khi mà chơi game đối với chiếc Redmi 3. Một điểm đáng khen nữa đó là sau khi chơi game thì máy chỉ nóng lên một chút ở cái phần giữa mặt lưng, ở dưới cái phần cảm biến vân tay mà thôi. Và hoàn toàn có thể chấp nhận được khi chúng ta chơi game lâu dài và cầm chiếc máy này như vậy. Tổng kết lại thì Redmi 3 có một ngoại hình đẹp, một camera chụp tốt kể cả trong điều kiện thiếu sáng, bởi vì là có hai chế độ chụp, đó chính là Chroma Boost và Nightscape. Và thời lượng pin của chiếc máy này cũng cực kỳ ấn tượng nếu so với những đối thủ như Galaxy A20, Galaxy M20. Tiềm năng của chiếc máy này thì sẽ không làm thỏa mãn các bạn đâu, nhưng mà nó đủ dùng cho với những tác vụ thông thường. Trên đây là bài đánh giá chi tiết chiếc Redmi 3 của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì hoặc là muốn so sánh Redmi 3 với sản phẩm nào trong cùng phân khúc thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm và gửi tới các bạn sau. Xin chào và hẹn gặp lại.